Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, thông tin từ Công an Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng gây án. Theo đó, nghi phạm vụ cướp được xác định là Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1994, Chú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Trước đó vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17 tháng 4, một đối tượng lạ mặt cầm cây búa lao vào tiệm vàng Kim Sơn Hiền tại địa chỉ số 50, phường Nguyễn Thiếp, thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc, đập tủ kính trong quầy, vơ nhiều dây chuyền rồi bỏ chạy. Thời điểm này gia đình chủ tiệm vàng đang ở trong nhà. Theo camera an ninh của tiệm vàng ghi lại, đối tượng là nam giới, mặc quần dài màu xanh, áo sơ mi trắng Đầu bịt kín, trên tay cầm một cây búa lớn lao từ ngoài đường vào tiệm vàng. Khi đến tủ đựng vàng, đối tượng đã dùng búa giáng mạnh vào tủ kính và nhanh chóng vơ vét tài sản bỏ chạy. Toàn bộ hành vi dùng búa đập và lấy vàng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 giây. Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng đã nhanh ra chi hô nhưng đối tượng cướp vàng đã nhanh chóng lên xe ô tô bỏ chạy. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh và truy bắt đối tượng gây án. Chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, đối tượng cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền đã bị bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mới đây, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có đối tượng chạy xe ô tô biển số 80A07997 có dấu hiệu giả danh công an, công an phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra xác minh. Tại hiện trường công an thu giữ hai bộ trang phục giống trang phục công an nhân dân, ba biển số ô tô nền xanh 66A 0557880 80A00789, 80A07997 và biển số ô tô nền trắng 66A04343. Kiểm tra ô tô thì sử dụng, công an phát hiện có nhiều tăng vật khác liên quan hành vi giả danh công an, gồm một tờ giấy in logo kèm dòng chữ Bộ Công an, một băng màu đỏ có chữ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân, một bộ đèn ưu tiên. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Lê Ngọc Thi, sinh năm 2002, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Các tăng vật trên được Thi mua trên mạng Internet, mục đích sử dụng để ra oai với mọi người. Sau khi thuê xe ô tô, Thi thuê tài xế, nói mình là công an, và vào các tiệm sửa xe để thay biển số. Được biết vào tháng 2 năm 2024, Thi cũng bị công an xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh xử phạt hành chính về hành vi tàn trữ, sử dụng trái phép trang phục cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân. Vụ giả danh công an nêu trên đang được công an thành phố Cao Lãnh tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1986, trú tại thị trấn Thành An, huyện Vĩnh Thạnh để điều tra hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, vào tháng 3 năm 2023, Tuấn lên mạng xã hội tìm mua trang phục công an, cấp hàm trung tá và thẻ ngành công an giả với giá khoảng 1,6 triệu đồng. Sau đó Tuấn mặc trang phục công an chụp hình rồi đăng lên tài khoản TikTok cá nhân có tên là hai gạch hai sao. Qua mạng xã hội TikTok, Tuấn đã kết bạn và làm quen nhắn tin trò chuyện thông qua ứng dụng Zalo với chị VTTH trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Để tạo lòng tin với chị Hát, Tuấn chụp nhiều ảnh mình mặc trang phục công an cùng với hình ảnh công số 8, súng và gậy ba khúc. Sau nhiều lần gặp gỡ thân tình, chị có tình cảm với Trung tá Giỏm. Lúc này Tuấn nói với người tình là đang theo học lớp thạc sĩ công an nhân dân, phải vay tiền ngân hàng để trang trải chi phí và đang cần tiền đáo hạn. Tin lời, người phụ nữ đã 9 lần chuyển tiền cho Tuấn mượn, tổng cộng hơn 220 triệu đồng. Tuấn cũng đã lừa lấy số tiền 14,5 triệu đồng từ chị LTTT cũng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh với cách thức tương tự qua các chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở của Tuấn. Lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ giả như căn cứ công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngành công an, hai khẩu súng hơi bắn đạn trì. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo quy định của pháp luật, công an huyện Vĩnh Thạnh thông báo những ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tuấn đến liên hệ trực tiếp tại công an huyện Vĩnh Thạnh hoặc qua số điện thoại trực ban công an huyện. 02923 858 888 hoặc Đại úy Hồ Minh Hiếu số điện thoại 0979 233 324 để được giải quyết. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát kinh tế vừa ra thông báo truy tìm đối tượng Trần Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1963, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trinh, quận 1, Bà Hiền là nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng đất vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angelina, công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và dịch vụ đất vàng Hoàng Gia, công ty trách nhiệm hữu hạng tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Len được xác định cùng đồng phạm lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt hơn 816 tỷ đồng. Ngay sau khi bị khởi tố với các bị can tội cùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì bà Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần. Cơ quan điều tra đã 3 lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất trước, trong và sau khi gây án, người phụ nữ này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can đối với bà Hiền sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc sẽ xử lý tiếp. Thế nhưng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Trong vụ án này, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Phạm Thị Tuyết Nhung có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của công ty Angelina và công ty Đất vàng Hoàng gia. Mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán chuyển nhượng các thửa đất, một số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các lô đất chưa được chấp thuận phương án đầu tư nhưng Nhung vẫn chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật bị can Nhung đã thuê người lập bảng vẽ, thiết kế, phân lô và đặt tên cho nhiều dự án khác nhau, chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối, dẫn dắt giới thiệu khách ký hợp đồng với công ty. Từ đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 536,5 tỷ đồng. Đối với Trần Thị Hồng Hạnh, mặc dù biết rõ công ty Hoàng Kim Len đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sử dụng hợp pháp, tuy nhiên Hạnh đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền lập 7 dự án phân lô, từ đó chiếm đoạt của nhiều khách hàng số tiền 181,4 tỷ đồng. Theo thông tin mới nhất ngày 16 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức phiên họp chất vấn việc tháo gỡ xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, vi phạm quy định luật đất đai trên địa bàn. Tại phiên họp, nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân đã đặt câu hỏi cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các đơn vị liên quan về những vấn đề người dân doanh nghiệp quan tâm. Ông Nguyễn Phương Đông, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết nguyên nhân cốt lõi chậm tiến độ thực hiện các dự án, tình trạng này có gây lãng phí tài nguyên, nguồn vốn doanh nghiệp, tài sản của nhà nước hay không. Trả lời chất vấn, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết có những dự án chậm tiến độ là do chủ đầu tư, tuy nhiên cũng có những vấn đề vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng quy hoạch thì trong đó có trách nhiệm của các sở ngành và địa phương. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được thì cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn một số tồn tại hạn chế như nhiều dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ, một số dự án treo không thực hiện qua nhiều năm làm lãng phí tài nguyên đất gây bức xúc trong nhân dân. Trước đó, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau đã khảo sát thực tế tại 15 dự án và làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư các cơ quan chủ trì theo dõi dự án, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có dự án trên địa bàn. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận một số dự án không thực hiện thủ tục đầu tư, thủ tục đất đai để xảy ra tình trạng dự án treo, dự án đã đưa vào hoạt động nhưng nay không hiệu quả để lãng phí đất đai. Bên cạnh đó, một số dự án năng lực thực hiện của một số chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là hạn chế về năng lực tài chính, nhiều dự án gặp khó khăn về vốn nên tạm dừng thực hiện dự án hoặc thực hiện cầm chừng hay hoạt động chưa đúng theo cam kết về quy mô công suất. Nguyên nhân do việc quản lý đất đai tại một số địa phương thời gian qua còn lỏng lẻo để xảy ra tình trạng lấn chiếm sử dụng đất không đúng mục đích, không xử lý dứt điểm khi phát sinh bên cạnh đó công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và sở ngành địa phương giữa các cơ quan đơn vị liên quan chưa thật sự chặt chẽ